nay thì mình sẽ làm món bún riêu chay để cho những cô thím mấy anh chị nấu chè cùng ăn với gia đình mình cho vui. Giờ mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng nấu bún riêu chay với gia đình của mình nha. Bún riêu chay thì mình sẽ nấu đậu hũ chiên, đậu hũ non, cà chua và sử dụng loại nấm bào ngư, nấm đông cô và nấm mèo. Giờ mình bắt đầu làm cà chua thì mình chia làm hai, một phần thì mình băm nhuyễn để mình làm giống như nước sốt, còn một ít thì mình sẽ bỏ muối cao. Rồi giờ mình chẻ cái đậu hũ ra làm đôi, xong rồi mình cắt thành cái hình vuông vuông nha. Đây mình cắt cho vuông. Giờ chị hai của mình bầm cà chua để mình làm cái sốt á. Mình chút nữa mình sử dụng dầu điều phải không chị? Cháy để chút dầu điều vô cho có cái màu. Chắc cạch cạch. Bầm nhuyễn lại hồi sốt cho nó. À, mình sốt cái nước này sốt lấy màu á, lấy màu đỏ. Mình đã chuẩn bị một cái nồi sữa đậu nành. Giờ mình bắt lên bếp nè. Đây là cái sữa đậu nành, hạt đậu nành mình đã ngâm một đêm, sau đó mình đi xay để lấy được cái sữa này. Thì tí nữa khi sữa sôi lên, mình sẽ dùng một miếng chanh, một miếng muối để mình đổ vô đây cho nó kết tổ làm cái thịt cua. Rồi giờ mình cắt chân nấm. Nấm sau khi mình đã ngâm xong cho nở hết, không còn bị cứng cứng ở trong cái nấm nữa, thì mình cắt cái chân, mình rửa thật là sạch. Mình bỏ chút chanh, chút muối vô để cho nó mất cái mùi hôi của nấm nha. Tiếp theo thì anh Hải thì chẻ cà muối cao, còn chị Thí thì lặt rau để chuẩn bị ăn. Rồi mình sắc hành mình nêm cho nó thơm. Chị Thí lặt nhanh quá ha. Đây mình chẻ. Đây được rồi ha. Dạ, vậy là quá ngon rồi. Cái cà chín ngon quá ha. Chín mà nó cái ruột nó ít á. Gà mùa này cũng rẻ nữa anh Hải. Có 15.000 ký là rẻ ghê luôn. Cái vỏ nó dày nè, ngon hơn nè. Nó dạ. Ít ruột á. Cái ruột nhiều nó mềm. Nó mềm. Đây mình có một cái chén nước, giờ mình dắt miếng chanh vô. Mình bỏ miếng muối để mình làm cái hỗn hợp, mình bỏ vô sữa đậu nành để kết tổ mình ra được cái đậu hũ non, làm giống như cái thịt cua trong bún riêu cua á cả nhà. Rồi giờ mình tưới cái hỗn hợp này vô nè. Bắt đầu nó sẽ có hiện tượng kết tổ. Đó. Ha. Mà nãy thì đây kết tổ này nè. Đó, mình được cái đậu hũ non. Giờ mình sắc cái hành này để tí nữa mình nêm nè. Rồi. Hành xanh nè. Mình để một lúc á thì đậu hũ non nổi lên trên mặt nước nè. Giờ mình vớt cái phần đậu hũ này ra để mình để qua cái nồi nước súp của mình. Nước súp thì mình nấu bằng nước dừa tươi nha. Rồi giờ chị hai của mình sắc nấm để mình xào chung với cà chua hả chị? Rồi chị xào chung với muối, cà chua nãy bỏ muối ra. Dạ. Cà chua bổ muối. Mẹ bổ muối. Em nghe chị nói cà chua bỏ muối em hết hồn. Cà chua bổ muối cao. Tiếp theo thì mình bắt chảo dầu, mình phi cái gốc hành cho thơm để mình xào cà chua nha. Rồi giờ mình hành thơm rồi, giờ mình để cái cà chua vô nha. Thơm quá chị hai ơi, đói bụng muốn xỉu rồi. Mùi thơm là muốn xỉu.
cho em ăn no đi, em mới nói gì chị cười. Giờ em cười hết nổi rồi. Giờ mình để dầu điều vô để cho cái nồi bún mình nó có màu đỏ. Mình cho nấm mèo vô, tất cả các loại nấm với đậu hũ vô mình xào luôn. Nhiều nấm ăn rất ngọt lắm mấy chị ha. Mình để cà chua vô luôn. Giờ mình nêm miếng muối, một miếng hạt nêm chay, rồi nước sôi rồi mình bỏ bún vào. Mình xài bún khô tại giờ bún chiều mình không có mua bún tươi được á. Rồi lấy đũa mình nhận nó xuống dưới nè. Từ từ, đừng có gấp, nó nóng lắm. Chắc mình vớt bún mì nha cả nhà. Rồi, bún mì mà giờ mình vớt bún ra. Nóng không chị? Nóng rồi. Nóng quá. Rồi. Mình nấu nước súp bằng nước dừa. Thì nước dừa đã sôi, giờ mình để cái đồ xào hồi nãy mình cà nấm vô đây nha cả nhà. Đây, nhìn cái nước có màu giống như bún riêu rồi ha. Giờ mình chỉ cần nấu sôi lên chín của mình. Nãy mình cũng vừa đi trụng bún xong. Mình nêm nếm cho vừa với khẩu vị của mình nha. Tại nãy trong cái nấm mình cũng có nêm một ít hạt nêm chay rồi. Cái nước thì nước dừa cũng ngọt. Giờ mình thêm một miếng đường phèn và một miếng hạt nêm nữa là được. Bí quyết để vô cái nồi bún riêu của mình là một miếng chao nha, để cho cái hương vị nó đậm đà. Giờ mình để cua vô cả nhà. Giờ mình để cua vô nè, cuối cùng mình mới để cua vô. Cái thịt cua này là mình cũng có một chút xíu dầu điều mình để lên á, để cho có cái màu đẹp. Đã ha, giờ chị quậy quậy lên cho tan ra. Lấy đũa. Lấy đũa chị. Rồi giờ hai chị gấp bún ra tô để mình chuẩn bị chan nước lèo vô mình ăn nha. Món bún riêu của mình nấu rất là đơn giản, dễ làm mà nhanh nữa. Chị để ít thôi, rồi tí nữa mình hết cái mình lấy nữa. Dạ. Mình còn nấm nè, đậu hũ nè, chan vô nữa nên nó nhiều lắm. Chị Nhi nhanh tay quá ha. Thầy thợ không đó. Đây cái nồi nước lèo của mình nè, có mấy cây đậu hũ non nữa mình để vô luôn ăn cho nó ngon. Giờ mình bắt đầu mình chan vô cái tô bún nha. Trời ơi nó thơm tới đây luôn rồi chị Hồng ơi. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn, bốc khói luôn rồi nè. Múc nhiều nhiều nấm nha chị. Chị nấu không biết có vừa khẩu vị của mọi người không đây. Chị nấu là tuyệt vời rồi. Ngon thì khen, còn không ngon thì chửi. Chuẩn bị nghe chửi quá. Mình nhúng vào luôn để hồi nữa nó nguội không ngon. Rồi mình vừa chan cái nước lèo vô, giờ mình nhúng rau vô để nguội nha. Anh Hải qua ngồi luôn đi anh Hải. Anh ngồi gần anh Việt đi. Nay cho anh Việt ngồi xa vợ một bữa đi. Cô Năm ngồi nhúng rau đi cô Năm. Để hồi nước nguội nhúng không ngon à. Chị Hai đang đem chanh ớt ra để mình có thêm thì thêm. Rồi chị Hải ngồi luôn đi con. Ngồi luôn đi chị Hai. Tô bún của mình đã xong rồi. Giờ mình chuẩn bị mời cả nhà cùng ăn bún riêu cua nha. Bún riêu cua chay. Mình
không ai nói chuyện nữa. Ăn ngon quá ngoài nói chuyện. Mời Sáu ăn ngon, mời Sáu. Nước ngọt ngon ha. Ừ. Con phải nhớ ăn cái nấm này nè. Cái thịt cua là cô Năm chỉ con làm á. Làm bằng đậu hũ. Cô Năm có ăn lạc, cũng là thường nên cô làm món chay nào cũng ngon. Tháng vậy chắc gì Năm ăn cả tháng luôn hả gì Năm? Hôm đó ăn cả tháng rồi. Nay Tết này cái nêm nếm cho mấy nhỏ. Cái gì khi quên, chắc qua Tết ăn chay. Cả nhà cùng ăn bún riêu chay nha. Nóng hổi luôn. Cái này có nấm mèo nữa, ăn chắc sực sực anh Hải. Ngon quá. Cái món này nó không có dầu nhiều nè, ăn đâu có ngán đâu ha. Ngon nè. Mà giờ cũng chiều rồi, cái mình đói á. Nấu bằng nước dừa nên là cái vị ngọt nó thanh. Ngon quá. Ngon quá gì? Mọi người thêm tô nữa nha. Tô ăn nó đầy hoài. Nhiều loại nấm giờ mình ăn thấy ngọt. Với nấu nước dừa nó ngon nữa kìa. Cái nước nó ngon. Cái thịt cua ngon quá ha. Thịt cua cô Năm dạy mà hả? Cái này bắt chú sáp nè phải không? Dạ. Bắt chú sáp. Ăn thấy nó giòn vậy. Nóng ngon ghê. Ăn đổ mồ hôi luôn. Mời cả nhà cùng ăn trái cây nha. Mời cha mẹ, mời 16, mời cô Năm, mời anh chị. Rồi ai ăn gì? Mời cả nhà miếng xoài nha. Mình ăn nhãn nha, nhãn Indo ngon lắm. Cái nhãn cái hộp có chút xíu rồi, cái cơm nó dày lắm. Ăn nhãn đi các bạn. Nhãn mời cả nhà cùng ăn nhãn với mình. Nhãn này chỉ lấy mua lên nhãn trầm. Cái ruột dày quá ha, cái cơm nó dày. Cơm dày à. Mới mốt lên nữa nhân thí, đừng mà có nhãn nữa. Ăn cái nhãn. Cái xài ngọt mà ăn nhãn vô cái mình ăn xài nó lỡ chua. Đúng rồi. Nhãn ngon lắm cô Năm. Cô Năm phải ở nhà về hoài ngon á, cô đi Sài Gòn nữa rồi, buồn quá. Thứ bảy mới đi mà. Ngày thứ năm rồi. Còn ngày mai nữa mà. Cô chỉ mau. Cái nhãn nó mọc mộng luôn nè mẹ. Xài coi vậy chứ không có chua. Thái không có chua. Sao nó xây vậy á? Thái á chị. Ăn nó không có chua ha. Ăn nó chua ngon. Nó giòn. Cái hậu nó ngon á. Anh Việt anh Trông nói gì đi mà nãy giờ sao không nói gì. Anh nói gì đi. Ăn đi anh em. Anh em cười quá trời. Nghe nổi da gà hết chứ không ai. Nghe rung quá. Thấy nhà mẹ con có bán chạy đi. Dạ có mà. Nó đang mốt đem mình nữa vậy. Chắc này lấy của mẹ lên đây quá. Không có không mua ở chợ. Nhiều quá trời vậy. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Mong cả nhà đăng ký ủng hộ chia sẻ để mọi người cùng biết. Giờ gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.